Đây là bông ri sáo nè các bạn. Thấy này, vườn cái vườn này thấy nó rất là ok. Bông nó ra nó rất là ok, nó rất là đẹp. Nhưng mà có một số chuyện phải nói nè. Anh khách này rất là đặc biệt. Anh đi làm nước ngoài các bạn. Rồi anh gửi thuốc về, mình gửi thuốc cho anh, chị nhà muốn người xịt. Cây thái rất là đẹp. Thái các bạn. Thái đang ghim, cái cây đo pH cho ảnh nè. Để mà mình chủ động lên được cái lượng nước và lượng nước tưới nó có xì phèn hay không nè. Mà qua đây thì nhận thấy số điều như thế này. Các bạn phải nhớ ha, là trong lúc mà mang lá mà cháy lá như nãy Thái nói ha, là anh chỉ điếm giùm em, chị dẫn mình đi nhưng mà chỉ điếm giùm em những cây mà cháy lem lá chứ. Thường các bạn buổi nắng chiều á nó rất là nặng. Và cháy lá rất là nặng nha. Nha các bạn ha. Cháy lá ha, mà cháy lá này là nó lan vô là rụng bông. Là chừng nó lụng trái kìa, không được. Ha. Các bạn thấy không? Bông rất là dữ dội. Bông rất là dữ. Bông rất là dữ nhưng mà lặt mấy con tua. Chưa có lặt nhiều các bạn. Ở trên thái dưới ri được có bông nha. Năm ở chỗ khu chị là 8 cây, chỉ có 8 9 cây ri vậy. Nhưng mà lót ổ 1 cây. Còn 7 cây thì ra ngon hết trơn, còn thái là 90 cây, 8 90 cây ra đều hết trơn các bạn. Ra đều 100%. Thì năm nay là cái tiết của thái nè. Nhưng mà thái không hiểu là một số người ta đậy cũng là cây thái nhưng mà không ra các bạn. Không hiểu nổi. Nè thời tiết nó kỳ nữa. Mỗi năm nó thời tiết nó lại khác nhau ha. Bạn xem nè. Thái nè. Đó. Nhiều quá rồi nó rụng bông bớt nữa các bạn. Nhiều quá nó rụng bông bớt, cái này là hai cổ nha các bạn. Hai cổ nè. Cũng được. Nếu mà theo thái nha, một số người nào mà tới biết tiễn trái là người ta sẽ tiễn được rất là tốt. Nhưng mà chị nhà nó không biết sao tiễn đây nữa nè. Các bạn. Đó, tiễn bông thì thái có chỉ tiễn rồi. Nhưng mà chưa biết là lúc nào là sẽ tiễn được. Thôi bây giờ chúng ta lo cái vụ cháy lá trước đi các bạn. Để làm sao lo cái vụ cháy lá trước chảnh nè. Thái sẽ cho một cái quy trình để mà chúng ta làm cái gốc. Ok. Thái xin chào cô chú anh chị các bạn. Như các bạn có thấy là trong cái video ha, Thái có cho các bạn xem về một cái vườn làm bông năm đầu tiên. Tại các bạn chúng ta thì nó có tầm 9 cây ri sáo. Tại thường thường xa quá Thái không đi qua cho các bạn xem, nhưng mà hơn là ri sáo nó ra rất là tốt các bạn. Ri sáo nó ra còn dữ hơn là Thái nữa. Mà hầu như là đa số là Thái thấy là nó chỉ có trên lệch cổ thôi. Các bạn biết là tháng vừa rồi đậy nó rất là mưa. Nó mưa hình như là hai mấy ngày rồi. Bên Tiền Giang là chị nó là mưa 25 ngày các bạn. Đậy một tháng 2 ngày, mưa 25 ngày. Đó. Giờ ra vậy đó có nghĩa là hôm qua Thái đi quan sát là Thái thấy nó có hai cổ bông. Một cổ bông á là nó mới nhú ra khoảng 15 ngày. Một cổ bông hiện tại là khoảng 25 ngày. Đó, nó chênh lệch nhau tầm 10 ngày ha. Rồi các bạn thấy là nhưng mà được một cái là như Thái nói là bông rất là nhiều. Bông rất là nhiều, bông có tia dư tỉa luôn. Đó. Thì như hôm qua các bạn trong xem trong video là bông nó dư rồi. Nhưng mà còn cái vấn đề quan trọng khác mà chúng ta cần phải giải quyết là cái lá. Các bạn, cái lá mà nó không có giữ được trên cây á, mà nó cháy lá, mà nó rụng lá là nó không nuôi trái được. Thì chúng ta bắt buộc phải tuôn trái bỏ. Đó là cái vấn đề mà nan giải nhất hiện tại. Và hầu như là rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều quý chú anh chị là lây hoay trong cái vấn đề này mà chúng ta không xử lý được nè. Đó, bây giờ hiện tại các bạn thấy là bông là 20 ngày hết trơn rồi, 20 ngày tới 30 ngày hết trơn rồi. Bây giờ ra đọt á, cũng không kịp, đúng không? Mà bây giờ ém cái đọt lại, cũng chết. Nó cháy lá các bạn, nó cháy lá nó lan rất là mạnh nha. Nhưng mà nguyên nhân đâu cháy lá? Tại sao có một số cây nó không cháy lá? Tại sao một số cây nó cháy lá? Các bạn, nó khác nhau nha. Bởi vì thường á là hôm qua là Thái đi nhiều, Thái đi nên Thái khai thác được một số. Là bây giờ hiện tại là Thái có nói là chị đừng có phát cỏ nữa ha. Chị dỡ bạc ra chứ đừng phát cỏ nữa. Chị nói giờ phát cỏ không phát cỏ, mình gãi phân xuống rồi nó ăn phân nó chừng sao. Nó chạy ơi nữa, không có ha. Đừng có phát cỏ giùm em, là đừng có cỏ. Hiện tại các bạn biết là mưa nó nhiều ha, nước nó dâng lên thì bắt đầu phèn nó xì ra. Mà các bạn thấy là nắng bắt đầu nó gắt lại. Nắng mà gắt lại mà các bạn tưới mà thiếu nước nó cũng xì phèn ra luôn. Phải không? Tiếng thôi lương nen khổ lắm. Đó, thì bây giờ để làm sao mà chúng ta mà mới làm chúng ta không có canh được. Không có canh được là chúng ta sẽ phải tưới nước như thế nào, tưới nhiêu nước đủ, rồi làm sao mà tưới sao. Rồi bây giờ
Hiện tại là hôm qua là Thái có nói với chị là những cái cây nào mà nó mới lem vô á, bình thường thì em có thể cho chị phun xịt một cái chị tưới dưỡng rễ là nó ngon lại liền. Nhưng bây giờ một số cây nào bắt đầu cháy lan á thì chị phải đếm cho em. Những cây cháy lan các bạn bắt buộc phải xử lý thuốc nha, không có để được. Tại vì thường thường á các bạn thấy như vậy thôi, nhưng mà tới chừng 15 tháng 8 tới nè, nó sổ nhị là nó rụng lá chân à. Mà nó rụng lá mà có dùng đậu cỡ nào đậu cũng không có lấy trái được. Mà mình biết, các bạn biết cái cổ này ha, cái cổ này rất là gian nan, nó sổ chân gầm tháng 8 các bạn. Nó sổ cái cổ này chân gầm tháng 8 nè. Và các bạn biết nó rất là gian nan nhưng mà giá rất là cao. Ha, ri thì mình không nói nha, nhưng mà giá Thái rất là cao. À, giá này nè, cái giá cái cổ đó là liều ăn nhiều đó các bạn. Cái cổ này là liều ăn nhiều nè. Cái cổ này hầu như là ri là không ai ra chứ, không ai ra điều nhiều chứ. Nó ra rất là sực sội. Ha, nhưng mà cái cổ này á, ai mà đang có cổ mà đang sổ nè, hoặc có cái cổ mà một tháng nữa sổ nè, giá rất là cao. Và chúng ta phải ăn giữ. Rồi, cái điều đầu tiên mà trên cái vườn này thì các bạn biết phải làm gì không? Mình đố các bạn làm gì? Tỉa bông. Các bạn phải tỉa bông, bắt buộc nha. Thái là phải tỉa bông, tại vì thường các bạn biết là nhựa đó, nhựa mà để mà nó hình thành dinh dưỡng, mà đó nhựa đang tích tụ trong cây mà nó lấy ra nó nuôi cái bông. Nó nuôi cái bông này để mà chừng nữa mà nó đủ cái khả năng để mà sổ nhị thì nó rất là phức tạp các bạn. Tại vì nhựa của cây nó chỉ có một phần đó thôi, nó ra hoa đã mất một phần nhựa rồi. Bây giờ các bạn muốn rút dinh dưỡng của trong nhựa cây mà các bạn vừa nuôi hoa vừa nuôi lá nữa, nó rất là nặng. Thì cái việc đầu tiên các bạn nói là ví dụ như 1.000 đứa con mà nó ăn 1.000 chén cơm, đúng không? 1.000 đứa con thì ví dụ một bữa một chén thôi, con nít mà 1.000 chén cơm, bây giờ 1.000 cái bông nó ăn thí dụ 1.000% là nhựa, đúng không? Thì bây giờ làm sao mà để mình tiết chế lại. Bây giờ hiện tại bỏ 300 đứa đi, còn 700 thôi ha. Gần nửa tháng nữa mình bỏ thêm 200 đứa nữa, còn 500 đứa thôi. Thì lúc đó sao? Nó tập trung nó nuôi thì nó sao? Nó sẽ đỡ gút nhựa cây. Cái thứ hai nữa, cái bông của bạn nó sẽ, nó được một cái là sao? Nó mập. Nó mập thì cái hiện tượng mà sổ xong nó chạy trái lên rất là nhanh. Đó. Thì bởi cái việc đầu tiên của bạn là phải tỉa bông. Rồi, cái thứ hai nữa là cái vườn này á, là mình vô là ngay từ lúc ban đầu ha, bông hiện tại là 25 ngày là không đi đọt. Nó có lú hết trơn nè các bạn, nhưng mà không lấy đọt nha. Quyết định là không lấy đọt. Các bạn đừng có nói là bây giờ là sao không lấy đọt là chừng nữa làm sao. À quên xin lỗi nha. Các bạn là Thái đang nói ở miền Tây của Thái nha. Còn miền Đông của bạn là lấy đọt là bình thường nha. Còn đang nói miền Tây của Thái đang làm nghịch nha. Thì hiện tại là bây giờ là không có lấy đọt nha các bạn. Cương quyết là không lấy đọt. Bây giờ xì đọt thì chúng ta xịt phun thuốc làm sao cho nó ra tới đâu nó già tới đó. Là ok. Thì Thái cho phun thuốc bệnh không? Thì phun thuốc bệnh làm sao để cho nó nóng chút xíu. Có nghĩa là ví dụ như Envin cái gốc Hesa đó các bạn. À Hesa 5 Hesa 10 cũng được, nhưng mà chúng ta phối theo cái liều nhất định nè, cho làm cho cái dàn lá nó bóng lên ha, và dàn rễ cho nó ổn định đi. Rồi chúng ta đang nói dàn lá trước. Thì xử lý dàn lá như thế ha. Rồi, sau đó thì chúng ta mới được quyền, nói chung là dưỡng bông hôm nay Thái không giới thiệu, dưỡng bông mới giới thiệu rồi. Bây giờ là dưỡng bông hôm nay chúng ta phải xử lý cái gốc trước. Các bạn biết là cái lá mà đã cháy đem vô rồi, chúng ta không tưới bệnh nó sẽ cháy lan. Mà nó cháy lan với cái điều kiện mà sáng nắng gắt mà tối mà mưa như thế này á, thì chúng ta không khéo là chúng ta sẽ bỏ mùa tiếp ha. Tất cả mọi người luôn chứ không phải riêng gì khách hàng của Thái đâu ha. Nói chung là Tiền Giang thì người ta đại, người ta ăn, người ta đang làm ghê lắm các bạn, nhưng mà chúng ta phải biết chút xíu ha. Bây giờ chứ thuốc bệnh tưới gì? Ra ngoài mua Rhizomin nè, với Tẹt Vigo nè, như bữa Thái giới thiệu cho các bạn đó ha. Rhizomin, Tẹt Vigo, điếm bao nhiêu cây thì chúng ta tưới bao nhiêu cây. Mày tưới mà không có đứng bệnh, tưới lại lần hai ha. Rồi, cái thứ hai nữa, phải quan sát cái pH đất. Phải quan sát pH đất các bạn. Một số cái vườn Thái đi thấy ghi một cái nó không lên cây kim luôn, nó chìm ngấm luôn. Nhưng mà dàn lá bắt đầu nó lem vô từ từ ha, đáng báo động các bạn ha. pH của ảnh hôm qua Thái mới cắm xuống là nó 5 rồi, nhưng mà Thái bỏ tầm 5-10 phút là nó lên 6 rồi. Nó đang ổn định các bạn. Nhưng mà hiện tại là sáng nắng gắt, chiều mưa, thì mình ơn chị ở nhà nên Thái quyết định là Thái sẽ cho anh chị một cái bài để mà làm sao mà dự trù trong những trường hợp mà nó lỡ mà cái lừng phèn, nhưng mà lừng phèn có kiểm soát chứ không phải là lừng phèn quá sức đó. Thì bây giờ như nãy Thái nó quay lại vấn đề mà chúng ta tưới thuốc nấm bệnh á, thì ra ngoài mua Rhizomin với Tẹt Vigo ha. Ai mà ra ngoài mua ha. Hoặc cái thứ hai nữa, các bạn có thể tưới Alet ha, gốc nhôm. Rồi, hoặc nếu mà ai có sản phẩm trong nhà sẵn ha, ví dụ mà ai đã có cái Metalaxy Mỹ 500
với cái B860, cái Ford Mansum, hai thằng này cộng vô với nhau, thấy có gì số lít nước ở đây. Thằng này với hoặc cái tiếng trùng Thái đều cho các bạn tưới sau khi mà chúng ta dỡ bạc tầm 15 ngày. Mà Thái cho tưới rồi, cho chắc các bạn, cho chắc, nó bảo vệ bộ rễ chúng ta, chứ nắng mưa thất thường nó dập rễ, hay dập rễ nó bệnh lắm. Đó là cái giải pháp ha, tưới thuốc bệnh là cái đầu tiên các bạn có thể ra ngoài mua. Nhưng mà Realme với Tag Vigo bây giờ hơi cao giá nên đây là cái giải pháp để cho các bạn ha, rẻ nhẹ tiền nha. Rồi bây giờ không đi NBK thì đi cái gì, bây giờ không đi NBK thì đi cái gì để cho nó mập cái bông, nó làm sao nó nuôi đủ thôi, đúng không? Thái có hai giải pháp cho các bạn. Một là các bạn sẽ tưới cái Enino này, Amino 400, cái Amino 400 ha. Trong đây nó sẽ có một xíu rong biển nha ha, nhưng mà trong đây là Amino là nhiều nhất ha. Hàm lượng hữu cơ của nó tầm 2-5% thôi, nhưng mà trong đây chủ yếu là Amino ha. Hàng này là hàng nguyên zin nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vậy ha. Các bạn tưới cái can này nè, ai mà để ý mà Thái có đưa cho các bạn mà tưới cái can Amino 400 này nè ha, các bạn tưới là không có biết là rụng lóng như thế nào luôn các bạn ha. Nó rất là hạn chế rụng lóng, với điều kiện là chúng ta đóng canxi rồi nha. Cái Amino 400 này ha, thường thường các bạn sẽ lấy là hụt dinh dưỡng nó cũng rụng lóng, thuốc bệnh nó cũng rụng lóng, mà cây nó yếu rễ nó cũng rụng lóng nè. Đó, nhưng mà chúng ta tưới cái Amino 400 này nó sẽ rất là xanh các bông, nó xanh chành các bông luôn. Và cái Amino 400 này nó không có khả năng, nó làm cho các bạn là không có khả năng rụng lóng luôn. À đó là một số cách phản hồi ha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chúng ta có thể lấy cái nước này nè, cái nước Amino 400 là chúng ta phun cái bông luôn, cộng với canxi bo đó phun cái bông luôn. Đó, một sản phẩm nhưng mà chúng ta sử dụng hai mục đích. Một là nuôi bông ha, thay cho NBK luôn các bạn, không rải NBK thời điểm này, rải bây giờ ha, nó canh ngay trang số nhị nó xì cái đọt chết ngắt liền các bạn. Rồi cái thứ hai, hàng nhập này hơi cao tiền, Amino 400 này mắc tiền luôn các bạn, một cái ca này tới 2 triệu đó, nhưng mà pha tới 30 phi luôn các bạn ha, phi có mấy chục ngàn ha, nó không có nhiều, tại thấy nó tiền nhiều thôi chứ nó không có nhiều ha. Rồi cái thứ hai là chúng ta theo cái thời mà trước giờ nguyên thủy, trước giờ chúng ta xài cái xu nuôi bông ha, chúng ta xài xu nuôi bông. Cái xu nuôi bông này Thái nói rất là nhiều với các bạn rồi ha, nó sẽ làm phức hợp một số liên kết ha, nó có phun viết, nó có amino nhẹ thôi, nhưng mà con số nó không có NBK nhiều các bạn. Thái nói trước nó không có NBK nhiều đâu, nó chỉ có NBK hữu cơ thôi, với nó có kali hữu cơ để mà nó nuôi bông thôi ha, chứ nó không có NBK nhiều đâu. Các bạn đừng có lầm tưởng là trong đây các bạn tưới vô cái xanh bông này kia không có NBK đâu các bạn nha. Trong đây nó có amino, nó có amino, rồi nó có cái phun viết ha. Rồi nó sẽ làm nuôi bông các bạn ha. Cái sản phẩm này thay thế luôn NBK ha. Chúng ta nuôi bông không cần phải NBK, nhưng mà có phải đóng cả canxi cho mình nha. Nhớ là phải có canxi nha, trời không có canxi nó rụng lóng, nó giòn khấu à, nó rụng lóng nha. Còn cái này là cái đang cao cấp nhất hiện tại mà chúng ta nuôi bông. Rồi tới vấn đề phèn nè, thì Thái nói ha, là Thái sẽ đưa cho ảnh một cái giải pháp là cái Enino 1000 này nha. Cái dùng đó trước đó nhiễm mặn rồi nha, người ta đang làm né mặn đó các bạn, thì trước đó hồi năm trước là nhiễm mặn rồi, có độ mặn vô rồi. Thì cái này á, thì thường Thái nói các bạn nè, mặn mà ra trong đất á, nó rửa từ từ chứ nó không rửa được đâu, tại vì phần đất ở vùng của Thái cao lanh không à, thì đất nó sẽ vô, nó sẽ liên kết, nó nằm chỗ vậy, cái mặn á nó vô nó nằm chỗ vậy, thì nó sẽ khó bị rửa trôi ha. Thì cái này thì Thái có nói với ảnh á, chừng nữa nếu mà anh có xài sản phẩm này á, thì anh sẽ phải đưa nước vô nhiều xíu em xíu, đặng cho nước nó rửa phèn ra bớt. Cái hàng này, sản phẩm này nó có thể rửa mặn và nó rửa phèn luôn, nó sẽ làm cho cái pH của các bạn là sao nó trung tính ha, nó về trung tính, tất cả phải về trung tính, kể cả xì phèn nó phải về trung tính được, tại vì phèn nhiều các bạn, phèn nhiều nó cũng tuột pH vậy, mà muối nhiều nó cũng bị mặn đắt vậy, đúng không, là pH nó bất ổn nè. Đó thì chúng ta phải có cái này đi trước. Ví dụ mà bây giờ chúng ta không có công tưới thì hai thằng này có thể kết hợp, thằng này có thể kết hợp như này, tưới luôn một lần một, không rải NBK. Tiền NBK các bạn rải NBK chúng ta đâu lấy đọt đâu mà rải NBK, đúng không? Thì bây giờ tiền lấy NBK đó, thì lấy những sản phẩm này chúng ta đắp vô cái cây của chúng ta, những sản phẩm từ hữu cơ các bạn, từ hữu cơ không có NBK hóa học, nên nó sẽ tiết kiệm được một phần cháy lá của bạn, nó giảm được một phần. Rồi tại sao Thái nói cái xô bị lượng nằm đây nha, cái xô bị lượng nè, như Thái có nói từ lúc bắt đầu ha, ai mà xài vi lượng mà trước khi mà làm bông á, là phải chú ý, phải nhớ nè, không cần phải mua của Thái nói rồi nha, không cần phải mua hàng của Thái,
không mà mua xô vi lượng, thấy cái xô vi lượng này ra ngoài mua có, nhưng mà phải chọn kỹ, phải chọn kỹ cái sản phẩm nào mà chúng ta đã xài trước giờ ngon rồi á, thì chúng ta lấy sản phẩm đó chúng ta xài cho cái vườn chúng ta, nhưng mà phải chú ý tới vi lượng. Thái khuyên các bạn nha, 2 tháng phải bổ sung một lần, 2 tháng bổ sung một lần, mà một cử là một lần bón là hai bón hai cử liên tục cho mình. Thì cái đất của chúng ta sau một năm á, tại vườn thường á, là sau một thời gian đó các bạn sẽ thấy là cái cây nó thay đổi rất là rõ rệt cho cái vi lượng này. Chuẩn bị thấy có một cái dòng cao cấp hơn trung vi lượng, chuẩn bị thấy có một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều luôn ha, nó có trung vi lượng cao cấp hơn rất là nhiều lần, xài rất là gị luôn ha. Thay nó có đâu rồi ha, trong 100 công ty mới chọn được 1-2 công ty làm cái vi lượng này thôi. Thường thường thuốc ai cũng có, nhưng mà nói chung là thay bán rất là nhiều công ty, mỗi công ty gộp lên một đường một cái hay ha. Ông này là khác nha, ông này công ty khác nè, ông này công ty khác nè, ông này công ty khác nè, thằng này công ty khác nè các bạn. Mỗi công ty nó chỉ có 1-2 sản phẩm hay thôi, trỗi trội thôi, mình đem về mình làm cái bài cho cái cửa hàng của mình ha. Còn chứ không phải là bán một cái công ty có một cái không là chết chết luôn ha. Nó khác nhau hết ha. Nên thay nói rồi nha, tất cả các bạn ha, trong lúc nuôi bông nuôi trái đều phải có vi lượng, các bạn nuôi bông nuôi trái đều phải có vi lượng cho thấy nha. Nó rất là ổn định, nó rất là ổn định cái dạng cây chúng ta. Vi lượng các bạn biết là vi lượng nó đưa xuống dưới đất ha, nó làm liên kết nhiều thứ lắm mà chúng ta không thấy được, không thấy được. Nhưng mà thấy khuyên các bạn ha, là nên vi lượng đi, không những là những cái lúc nào các bạn mà đóng lân á, thì chúng ta xịt vi lượng ở trên, tại vì thường chúng ta rải lân nó sẽ hụt vi lượng dưới, tại vì lân nó sẽ là kìm hãm lại một số vi lượng, nó không hấp thu được, xịt trên á, xịt trên cho lá nó nhận rảnh, nó quay hợp nằm trên á. Còn ví dụ mà sau khi mà 20 ngày mà chúng ta rải lân xong rồi á, chúng ta có thể bổ sung vi lượng lại bình thường, hoặc 15 ngày chúng ta bổ sung vi lượng lại bình thường cho thấy là cây nó chúng ta trở về trạng thái bình thường, hoàn toàn bình thường. Người các bạn mà gần là bông, thấy nó trước gần là bông, thường thường trước khi là bông cho tối, còn sau khi là bông mà sau khi đóng lân á, người các bạn biết mà lân mà đóng xuống một số vi lượng, một số chung vi lượng nó sẽ bị không hấp thu được ha, không hấp thu được, nó nằm yên chỗ mà thì cái lá chúng ta nói gì vậy, thì chúng ta phải làm trước đó, đúng không, chúng ta phải làm trước đó, chúng ta làm trước đó, cái lá nó dày rồi, cái dạng lá chân chúng ta nó ngon rồi, thì hiện tại dạng thì nó gặp một xíu điều kiện thời tiết bất lợi thì cái lá chúng ta nó đỡ bị lem, đỡ bị cháy nữa. Đó thì nó vậy đó các bạn, nó đơn giản thôi, nó không có gì khó. Nhưng mà chúng ta một số khách hàng của Thái là bây giờ không, tao không có lấy đọt, làm sao cho tao đừng có gãi nào, đừng có làm dụng nào bây ra, nhưng mà canxi là phải có nha, canxi là phải ra ngoài mua giùm em ha. Rồi rải em chỉ cho ra ngoài một canxi, rồi anh chỉ cần túi này của em thôi, xịt mập bông là ok ha. Đó nó chỉ có đơn giản nó nhiều đó các bạn đó ha, là đó. Nhưng mà Thái có nói trước các bạn ha, những cây nào mà cháy lá năm trước có tiền sử cháy lá, chúng ta phải câu lại nha, làm ngay trong từ lúc đầu, vi lượng giảm NPK xuống và phải cân lại cái pH trung tính một cái là ok ha. Chứ một khi mà đã cháy là nó chỉ có xì phèn ở dưới lên thôi, nó chạy không khó nào cho năm nào mà tới mùa mà làm bông mà không làm bông nó cũng xì, nó cũng cháy lá là do xì phèn lên thôi chứ không chạy nào khỏi. Là đây là cái giải pháp ha. Còn ở trên thì đơn giản thôi, trên thì nó cho chỉ xịt, anh chị xịt một cái cặp này ha, à, phốt tiêu khuẩn thôi ha, để mà làm sao để cho kích kháng cây lên, kích kháng cái tăng trưởng cây lên, và cái khuẩn để mà làm sao để cho nó ngăn lại cái vết vết lây lây của cháy lá, để cho nó đứng là được rồi. Ok các bạn ha, đó bà chỉ có bao nhiêu thôi. Còn ai mà muốn mà xài một sản phẩm nào đó thì bắt buộc là Thái phải tư vấn nha các bạn, cái thời điểm này rất là nhạy cảm, cái thời điểm này rất là nhạy cảm, và Thái chắc chiêu từng cái vườn gì đó các bạn, tại vì người ta làm bông năm nay rất là khó, khó lắm các bạn, năm nay mưa nhiều lắm, năm nay La Nina mà mưa nhiều lắm nên nó khó ra bông lắm, chứ đừng có nói mà dễ đâu nha các bạn, khó lắm. Nên phải cố gắng chắc chiêu, phải cố gắng làm cho làm sao mà phối hợp á, để mà làm sao cho cái vườn nó tốt nhất là được. Ok quý chú anh chị các bạn, xin chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.